Thưa quý vị, sau thời gian dài bị gián đoạn vì dịch bệnh, liên hoan tiếng hát truyền hình Nay Là Dãy Sao Mai đã quay trở lại. Khởi tranh từ đầu tháng 5, Sao Mai 2022 khu vực miền Trung Tây Nguyên đã nhận được hàng nghìn hồ sơ đăng ký dự thi và luôn nhận được sự yêu mến từ khán giả yêu âm nhạc của cả nước. Ở đêm thi cuối được diễn ra tại Quảng Ngãi, ba ngôi sao sáng nhất ở ba phong cách nhạc đã được gọi tên trên bầu trời Sao Mai. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình cùng những dấu ấn của giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung và Tây Nguyên với những kỷ niệm khó phai. Sau thời gian bị gián đoạn vì dịch bệnh, liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc Nay Là Dãy Sao Mai đã quay trở lại. Khởi tranh từ đầu tháng 5, Sao Mai 2022 đã nhận được hàng ngàn hồ sơ đăng ký dự thi và luôn nhận được sự yêu mến từ khán giả yêu nhạc cả nước. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, từ hàng trăm hồ sơ đăng ký, qua 2 ngày sơ loại, ban tổ chức đã chọn ra 18 thí sinh xuất sắc đại diện cho ba phong cách âm nhạc để tiếp tục cuộc tranh tài tìm kiếm ngôi sao Mai khu vực diễn ra vào đêm ngày 5 tháng 8 tại thành phố Quảng Ngãi. Với nhiều hoạt động ý nghĩa như tham quan cảng Dung Quốc, nhà máy thép Hòa Phát, thăm mẹ Việt Nam anh hùng và đặc biệt là cuộc hành trình đến với Lý Sơn, giải sao Mai khu vực miền Trung Tây Nguyên năm nay thực sự đã để lại cho các thí sinh nhiều trải nghiệm thú vị. Cảm giác tuyệt vời. Các bạn Sao Mai bọn em thì lại có thêm cái khoảng thời gian gần nhau và để gắn kết với nhau hơn. Và em nghĩ đây là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Sao Mai lần đầu tiên về Lý Sơn, đối với người dân trên đảo Lý Sơn rất chi là đón nhận, góp phần cho cái việc mà quảng bá cái du lịch trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn. Đối với chính quyền địa phương chúng tôi cũng rất chi là ủng hộ và hoan nghênh, nhất là cảm ơn các thí sinh rồi ekip thực hiện cái chương trình này. Đêm thi cuối cùng với ba phong cách âm nhạc, các phần trình diễn của 18 thí sinh ngang tài ngang sức đã thực sự chinh phục được khán giả miền Trung vốn khát khao với một không gian âm nhạc thực thụ. Và kết quả cuối cùng, Hồ Văn Cảnh, Nguyễn Thị Thu Lương và Đặng Thị Thùy Dương đã giành ngôi vị cao nhất ở mỗi phong cách thi của mình. Giải Sao Mai miền Trung Tây Nguyên đợt này là chất lượng rất là khá. Nhất là có thể nói rằng là các bạn em thấy là dân gian và thính phòng. Thì hy vọng rằng Sao Mai miền Trung lần này sẽ giành được các cái giải cao ở trong cái vòng chung kết tại Hải Phòng sắp tới này. Chúc cho các bạn tỏa sáng. Một cuộc hành trình từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Lý Sơn và sắp tới là vòng chung kết toàn quốc tại thành phố Hải Phòng. Các thí sinh Sao Mai 2022 khu vực miền Trung Tây Nguyên thực sự đã có những kỷ niệm khó quên. Và đây chắc chắn sẽ là một cuộc hành trình nhiều ý nghĩa để các em trưởng thành hơn trên con đường âm nhạc đầy đam mê của mình.